Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hồi nãy thì quá trình tìm kiếm cháu Cao Ngọc Linh thì vẫn chưa được nha. Bây giờ mấy anh em là đang đổi cái hướng khác để mà tìm nữa nè. Bây giờ đang tìm kiếm hướng vô trong mà chợ Lắp Bò đó quý cô chú anh chị. Bây giờ tìm kiếm theo sát với mé sông đó, mong là những cái chiếc ghe tàu này nè, nó chạy nhanh gì nè, sẽ sóng đánh nó sẽ dạt cháu Ngọc Linh vào bờ để mà tìm kiếm đó quý cô chú anh chị. Thì thường là cái đội tìm kiếm là đi tới đâu thì sẽ treo cái cờ trắng có hình chữ thập ở trên nè, dấu cộng ở trên là màu đỏ để mà cho người dân người ta biết rõ, thấy không? Mà quá trời luôn nè, thường là sóng dữ lắm, sóng cho người dân biết hai bên mé biết là có đội tìm kiếm người mất tích đó, để lỡ có gặp ta sẽ kêu người ta chỉ mình nha. Đó, thấy không quý cô chú chị, giờ nhìn nè cái con sông mà xà lan rất là lớn chạy coi nè, nhìn coi nè, quá trời lớn luôn. Đây là con sông này là ghe lớn lưu thông rất là nhiều nên là sóng rất là nhiều luôn. Thì giác này thì nhóm đang đi ngược nước đó quý cô chú anh chị, thì chia ra tới ba tới bốn đội lận, là quan thấy gia đình đó là tới bốn cây cờ này là chia ra tới bốn đội, thì mỗi một đội đi một hướng. Thì cái đội của nhóm của Quang thì hôm nay thì đi theo cái hướng là vô chợ Lắp Vò, thì mình vô con kênh nhỏ, thì cháu Cao Ngọc Linh là nhảy xuống sông tắm là ở ngoài sông Cái Lớn nha quý cô chú anh chị, ở dưới bến phà Dàm Cống. Bây giờ nè đang chạy sát dưới sông dưới bờ để mà dòm. Thì cháu Cao Ngọc Linh thì mới có 16 tuổi thôi, học lớp 9, thì hai ba bữa nữa là tới chuẩn bị là cắm trại rồi đó. Còn rất là trẻ với cô chú anh chị ơi, thì bạn bè mới tụ hợp với nhau là đi tắm sông. Thì bình thường là chắc con Linh đâu có tắm đâu, bữa đó là hỏi bà nội là xin bà nội cho đi tắm sông, là ngày lần đó là lần cuối cùng của cháu Cao Ngọc Linh luôn. Thì nghe đám bạn của Cao Ngọc Linh cháu Linh kể lại là mấy anh em xuống dưới sông tắm xong rồi đi lên là cầm đồ chuẩn bị về đó, thì cháu Cao Ngọc Linh thì cũng như là muốn nhảy xuống sông tắm một lần nữa, cũng như là cầm đồ ở trên rồi cầm quần cà máu lên đi về đó, thì bạn bè cũng lên hết rồi. Thì Cao Ngọc Linh mới nói với bạn là để tao nhảy xuống sông một lần nữa rồi lên rồi về, rồi cũng như là không ai nhảy xuống sông rồi là không có thấy ngồi lên nha. Hôm nay là ngày tìm đầu tiên đó quý cô chú anh chị. Thì thường Quang nghe nói là những cái nạn nhân mà bị đuối nước là sẽ 3 ngày sẽ nổi lên, mà bé Cao Ngọc Linh này thì chỉ mới có khoảng 1 ngày rưỡi gần 2 ngày thôi, là cũng như là đuối nước hơi hôm qua chiều, hôm qua khoảng 4-5 giờ hôm qua, thì tới bữa nay là giấc này là khoảng 3 giờ chiều rồi. Bây giờ thì mình hy vọng là cũng như là tìm kiếm cháu nổi lờ đờ thôi chứ chưa nổi lên hẳn á. Thì bây giờ cuộc tìm kiếm cũng vẫn đang tiếp tục. Hồi nãy thì mình tìm cái hướng bên này nè quý cô chú anh chị. Bây giờ cái mình đảo ngược lại là mình tìm lại cái hướng bên này nha. Tức là mình lúc nãy là mình đi xong rồi giờ mình đảo về. Đảo về sẽ tìm thêm một lần nữa. Thì cái nhóm tìm kiếm của cái đội của bên Quang hôm nay thì đi vô cái con kênh vô chợ Lắp Vò. Thì vị trí mà cháu Cao Ngọc Linh là mất tích là ở dưới phà Vàm Cống, cái phà cũ á, phà cũ phà Vàm Cống. Thấy mọi người cũng đang ở trên đó, là chúc cho mọi người là chiều nay tìm được nha.
không quý cô chú anh chị, ở đây là những cái ghe sắt là rất là lớn, ở đây là chủ yếu là chở lúa nên là nhiều đó. Thấy không? Thì thường là mình đi tới đâu là có dựng ra một cái cây cờ trắng với cái dấu cộng màu đỏ đó để sẽ để mọi người hai bên bờ ở sông á ta biết được, nếu mà ta có gặp á ta sẽ chỉ nha. Thì thường là đây nè, thân nhân là đang dòm rất là kỹ ở hai bên mé nè, tìm kiếm. Quan cũng cầu mong là cho gia đình sớm tìm được cháu về với gia đình để cho bớt một phần nào đó cái sự đau thương nha quý cô chú anh chị. Thì bé là rất là ngoan và hiền, học và cũng rất là giỏi, thì cũng như là có một cái điểm nào đó đó là thường ngày là mẹ của bé Cao Ngọc Linh thì đi bán bánh tét với bánh ít là gia đình gói để bán ở ngoài chợ, hay gọi là chợ lắp giò đó, đó. Bán ở đó đó. Gia đình của cháu Cao Ngọc Linh thì hầu như là làm mướn làm thuê không à. Cha của Ngọc Linh thì đi bốc vác, rồi ông nội của Cao Ngọc Linh thì cũng đi làm trong kho nha, thì cũng như là cũng không phải bốc cái vác, lớn tuổi rồi không bốc vác, nhưng mà mình cũng như là đỡ mấy cái bao á, đẩy mấy cái bao là trên băng chuyền á, thì nó không ngay á, thì chú đẩy lại cho nó ngay thôi. Như già rồi thì không có công ăn gì làm gì trơn á, mà gia đình thì tới 10 nhân khẩu lận, quá đông đi nên là không có đủ chi phí để mà nuôi gia đình, nên là ai cũng phải đi làm hết trơn á. Đến nỗi mà ông nội già yếu rồi, bảy mấy 80 tuổi rồi cũng phải đi làm để kiếm sống nữa đó. Còn bà nội của Cao Ngọc Linh thì bị bệnh tim, cũng rất là yếu. Nên không, đó, mình giờ mình tìm theo cái mé sông đó. Thì cái bữa đó là cái đêm là cũng như là mẹ bé Ngọc Linh đó. Mẹ bé Ngọc Linh đó là nói là thường thường đó là hiếm lắm bé mới chở mẹ đi chợ. Mà sau trước khi mất khoảng 3 ngày á, thì Ngọc Linh nói á, là mẹ ơi để con chở mẹ đi chợ, mà chở liên tục 3 ngày luôn đó, là mới xảy ra sự cố là bé thì té sông đó. Thì thường con thấy những cái sự việc gì trước khi mà sẽ có cái sự cố gì đó là sẽ có những cái điểm gì đó của gia đình đó của chú chị. Giờ ghe lúa nè chở thẳng từ luôn kìa. Bây giờ thì mình hồi nãy mình đi nước ngược rồi, bây giờ mình trở lại là nước xuôi nha quý cô chú, thảo là nước xuôi thì mình sẽ tìm kiếm nhìn nó sẽ kỹ hơn, tại nước ngược dễ chậm, là nước xuôi thì nó hơi nhanh đó, thì mình nhìn nó phải tỉ mỉ hơn một xíu nữa. Thì Quang cũng mong là những cái chiếc ghe đó chạy thì sẽ đánh những cái con sóng đó thì dạt Ngọc Linh vào bờ nha, để mà mọi người sẽ dễ tìm kiếm hơn. Thì hôm nay thì đội tìm kiếm thì chia làm tới 4 đội lận, mỗi đội thì lên trên một chiếc vỏ, chia mỗi người mỗi một cái đội là một hướng riêng. Cầu mong cho gia đình tìm được Cao Ngọc Linh nha quý cô chú anh chị. Nam mô A Di Đà Phật.
bên là nước mênh mông luôn. Cái kho này là cái này sấy lúa phải không? Sấy lúa. À, sấy lúa, nhà máy sấy lúa nè. Mùa này mùa đâu vụ đông xuân là quá thì năm nay mùa đông xuân này trúng quá trúng. Cánh bờ của bên chợ mới nhà sàn rất là nhiều và nghe đậu nhiều nữa. Bên đây là chợ mới An Giang ha. Chợ mới. Còn bên đây là lấp giò. Lấp giò Đồng Tháp. Như hai con sông là chia bên đây là chợ mới An Giang nè. Còn bên đây là lấp giò Đồng Tháp. Ồ ha, bên An Giang này lúc nào cũng thấy nhà sàn hết trơn ha. Còn bên Lấp Giò thì không có nhà sàn quá. Chỗ này nó sấy nó dữ vậy nè. Chỗ này nè, nước sấy dữ trời ha. Quá trời sấy à. Sấy à. À, sấy quá sấy. Thôi nhìn vô mấy cái đó. Trời ơi, nhìn mấy cái nhà coi nè, thấm hiu luôn trời. Nhưng mà không ớn nữa đâu. Ở không ớn luôn. Trời ơi, nhìn coi kìa, nhà đó mấy cái cột cong hết trơn luôn kìa. Chảy luôn kìa, nhà đó chắc bỏ quá hả? Còn người ở đó. Còn không? Còn. Trời ơi, ghê chứ hả? Quang sẽ cập nhật cái buổi tìm kiếm kế tiếp cho quý cô chú anh chị bạn cùng xem ạ. Chào quý cô chú anh chị ạ.